Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Chiều nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đoàn lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tận dụng phát huy tốt nhất thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là quê hương thân mẫu của người, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.